Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, theo thông tin từ kênh Global News của Canada, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Trung Hoon của Mỹ và tàu hộ vệ HMCS Montreal của Canada đang thực hiện chuyến hải trình thường lệ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc vào hôm thứ Bảy vừa qua, thì một tàu của Hải quân Trung Quốc đã tăng tốc và cắt ngang mũi USS Trung Hoon. Ở thời điểm xảy ra sự cố, tàu chiến Trung Quốc chỉ còn cách khu trục hạm Mỹ khoảng 137m. Đoạn video do Global News ghi lại từ khinh hạm HMCS Montreal của Hải quân Canada cho thấy, một tàu của Hải quân Trung Quốc đã tăng tốc và cắt ngang mũi khu trục hạm USS Trung Hoon DDG-93 khi đó và tàu Montreal đi qua eo biển Đài Loan hôm thứ Bảy vừa qua. Còn CBS dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết, tàu Hải quân Trung Quốc đã di chuyển một cách không an toàn gần một tàu khu trục Mỹ đang đi qua eo biển Đài Loan. Thông báo nói thêm, khoảng cách giữa tàu Trung Quốc và tàu chiến Mỹ ở thời điểm xảy ra sự cố chỉ khoảng 137m. USS Trung Hoon đã phải giảm tốc độ xuống còn 10 hải lý một giờ để tránh xảy ra va chạm. Trước đó, một chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc từng thực hiện hành động bay cắt mặt một máy bay do thám RC-135 của Mỹ trên Biển Đông. Tàu USS Trung Hoon và HMCS Montreal hoạt động cùng nhau gần một tuần ở Biển Đông trước khi đi qua eo biển Đài Loan. Theo chỉ huy tàu HMCS Montreal Paul Marford, Hải quân Trung Quốc đã cảnh báo cả tàu Canada và Mỹ qua hệ thống vô tuyến rằng họ đang đi vào lãnh hải nước này. Mặc dù nhiệm vụ tuần tra chung diễn ra ở vùng biển được quốc tế công nhận, trong một tuyên bố gửi tới Global News, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada khẳng định lực lượng Hải quân và Không quân Trung Quốc đã theo dõi cũng như giám sát cả hai tàu một cách hợp pháp và chuyên nghiệp. Lần gần nhất Mỹ và Canada phối hợp triển khai tàu chiến di chuyển qua eo biển Đài Loan là vào hồi tháng 9 năm ngoái, một tháng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi đó là bà Nancy Pelosi. Cùng ngày, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu của Mỹ nhằm tổ chức một cuộc họp quốc phòng bên lề đối thoại Shangri-La. Các quan chức Trung Quốc tại diễn đàn cho biết nước này sẽ không đàm phán với Mỹ chừng nào Washington vẫn trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh, đối với các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm, thời điểm thích hợp để đàm phán là bất cứ lúc nào. Trong bài phát biểu đưa ra tầm nhìn của Mỹ về vai trò lãnh đạo ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào ngày họp thứ hai của đối thoại Shangri-La ở Singapore, bài phát biểu của ông Austin có 3 nội dung. Kêu gọi Trung Quốc quay lại bàn đàm phán quốc phòng, đưa ra các cam kết quân sự của Washington trong khu vực như một biện pháp ngăn chặn xung đột mở và tái khẳng định cam kết hỗ trợ với các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh không sẵn sàng hợp tác quốc phòng sâu hơn, ông Austin hy vọng tình hình sẽ sớm thay đổi. Trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi củng cố các hành lang bảo vệ, trong đó có tăng cường liên lạc để giữ cho hai cường quốc này không rơi vào xung đột. Các quan chức Trung Quốc nói rằng bất kỳ cuộc gặp nào cũng phải được tiến hành trên cơ sở bình đẳng và việc tạo điều kiện phù hợp để cuộc gặp diễn ra là tùy thuộc vào Mỹ. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Eng Hen nhận định, cả hai cường quốc trên dường như đều mong muốn thiết lập các đường dây liên lạc cởi mở. Ông Eng Hen chia sẻ ngay sau bài phát biểu của ông Austin, chưa ai nói rằng tôi không muốn nói chuyện. Họ có thể nói rằng các điều kiện tiên quyết chưa được đáp ứng, nhưng điều đó rất khác biệt. Phát biểu tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nhấn mạnh, tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm gia tăng rủi ro về an ninh, tuy vậy Bắc Kinh luôn tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ xác nhận không gặp mặt bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore. Trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng tụt dốc, giới quan sát đã dành sự quan tâm đặc biệt tới bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc, đặc biệt là việc ông Lý lên tiếng về quan hệ Bắc Kinh-Washington. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp kỷ lục kể từ khi Bắc Kinh và Washington thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979. Ông Lý nêu rõ không thể phủ nhận rằng một cuộc xung đột hoặc đối đầu nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ trở thành thảm họa không thể tưởng tượng nổi đối với thế giới.
Được biết, mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang căng thẳng vì một loạt vấn đề, bao gồm Đài Loan, Biển Đông và các hạn chế mà Tổng thống Joe Biden đưa ra để siết chặt ngành sản xuất chip bán dẫn của Trung Quốc. Bộ trưởng Lý cho rằng Mỹ không nên áp lên nước này các cấm vận thương mại mà Liên Hợp Quốc chưa chấp thuận, đặc biệt về vấn đề Đài Loan. Ông Lý khẳng định Trung Quốc sẽ đưa ra cách giải quyết vì nước này coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ. Cũng trong bài phát biểu, ông Lý nhận định tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm gia tăng rủi ro về an ninh. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu. Trung Quốc tin tưởng rằng một cường quốc nên hành xử như một cường quốc thay vì kích động đối đầu theo khối vì lợi ích cá nhân. Đồng thời, ông Lý nêu bật vai trò của sáng kiến an ninh toàn cầu, tập hợp các nguyên tắc và định hướng chính sách đối ngoại, gồm phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và sử dụng phát triển kinh tế để ngăn chặn bất ổn và xung đột, vốn được Bắc Kinh công bố hồi tháng 4 năm ngoái. Bình luận ngắn gọn về đề xuất làm trung gian giữa Nga và Ukraine, Bộ trưởng Lý bảo vệ cách Trung Quốc thúc đẩy các cuộc đàm phán giúp chấm dứt cuộc xung đột, mô tả quan điểm của Bắc Kinh là khách quan và vô tư. Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel Kristenbrink, đến Trung Quốc trong chuỗi các cuộc gặp mà Washington nỗ lực sắp xếp nhằm ngăn mối quan hệ giữa hai nước ngày càng nguội lạnh. Cùng đi với ông Kristenbrink là bà Sarah Barron, giám đốc cấp cao về các vấn đề Trung Quốc thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến thăm này của ông Kristenbrink nhằm thảo luận các vấn đề then chốt trong mối quan hệ song phương. Hồi tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vạch lộ trình cải thiện quan hệ thông qua một bậc thang, gồm các chuyến thăm của các quan chức cấp cao về tài chính, thương mại và ngoại giao có khả năng dẫn đến chuyến thăm của ông Tập tới San Francisco, bang California, Mỹ vào tháng 11 tới để dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1979 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và sẽ là thảm họa nếu hai nước này xảy ra xung đột, dường như ám chỉ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đồng thời cho hay, một số nước đang áp đặt những quy tắc của mình lên các quốc gia khác trong trật tự quốc tế dựa trên quy tắc. Ông nói, cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên quy tắc của họ không bao giờ cho bạn biết các quy tắc đó là gì và ai đã đặt ra chúng. Họ áp dụng chủ nghĩa ngoại lệ và tiêu chuẩn kép, đồng thời chỉ phục vụ lợi ích và tuân theo quy tắc của một số ít quốc gia. Trung Quốc cáo buộc Mỹ sử dụng các biện pháp trừng phạt mà không nhận được sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc. Song nước này cũng đã áp đặt các lệnh cấm vận thương mại trả đũa đối với Australia, Canada, Litva, Hàn Quốc và Đài Loan. Bộ trưởng Lý phát biểu, Trung Quốc tin rằng chìa khóa để các quốc gia chung sống hòa thuận là tôn trọng và đối xử bình đẳng với nhau. Về vấn đề Đài Loan, ông tiếp tục lặp lại lập trường rằng hòn đảo là cốt lõi trong lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông tuyên bố cách giải quyết vấn đề Đài Loan là việc do người Trung Quốc quyết định. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ và tái thống nhất chỉ là vấn đề thời gian, kể cả bằng phương án quân sự. Phát biểu tại hội nghị vào cuối tuần vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Drenikov cho biết đất nước ông trước tiên phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột trước khi các cuộc đàm phán có thể diễn ra. Kết thúc chuyến công du kéo dài 12 ngày tới Ukraine, Nga và 4 quốc gia châu Âu khác vào tuần qua, đặc phái viên chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Âu-Á Lý Huy cho hay ông cảm thấy khá khó khăn khi đưa tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ngồi vào bàn đàm phán. Kính thưa quý vị, Tư lệnh Mỹ đề cao hợp tác an ninh biển với Việt Nam. Tư lệnh Fagan cho hay tuần duyên Mỹ mong muốn hỗ trợ Việt Nam cùng các nước trong khu vực tăng cường năng lực thực thi chủ quyền trên biển. Hợp tác giữa tuần duyên Mỹ với Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan khác trong lĩnh vực hàng hải là điểm sáng quan hệ song phương trong những năm gần đây. Mỹ sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam và những đối tác then chốt khác trong khu vực để thúc đẩy trật tự hàng hải quốc tế dựa trên pháp luật. Đô đốc Linda Fagan, Tư lệnh tuần duyên Mỹ, nói trong cuộc trao đổi với báo chí vào tuần trước. Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, Đô đốc Fagan đang thực hiện chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Năm tuần qua. Bà Fagan cho biết Mỹ trân trọng sự tham gia của vai trò lực lượng chấp pháp biển Việt Nam trong nhiều sự kiện hợp tác đa phương, như sáng kiến thực thi pháp luật trên biển Đông Nam Á. Bà nhận định những mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương với lực lượng chấp pháp biển các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất quan trọng trong củng cố trật tự dựa trên pháp luật ở các vùng biển khu vực.
đề cập đến hợp tác cùng lực lượng chấp pháp trên biển của các nước ở Biển Đông, Đô đốc Fagan cho hay Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các đối tác xây dựng nguồn lực và năng lực cần thiết nhằm duy trì hiện diện ở vùng đặc quyền kinh tế EEZ, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường thông tin về những cách thức thực thi chủ quyền mỗi nước. Nhiều thách thức mang tính bao trùm tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương liên quan đến lĩnh vực hàng hải và đòi hỏi hợp tác trên phương diện quản trị hàng hải, trong đó có hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, bà nói. Ngoài đối phó với các hoạt động IUU, bà cho hay tuần xuyên Mỹ đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với các hành vi làm xói mòn chủ quyền, trong đó một số thách thức khu vực đã xuất hiện yếu tố bán quân sự. Tại hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN, Mỹ hồi tháng 5 năm 2022, Mỹ đã công bố đề xuất trị giá 60 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường hợp tác biển, phục vụ các sáng kiến hàng hải mới, bao gồm việc triển khai tàu tuần duyên để chống tội phạm trên biển nhằm thúc đẩy Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do rộng mở. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!